Dạm cứu hộ trái tim, An Niên bắt cóc bé Kitty. Một mụ đàn bà lòng đầy những sự đố kỵ, tham lam, ích kỷ hẹp hòi như An Niên thì chắc hẳn rằng cô ả không thể thiếu được những mưu hèn kế bẩn, hòng hãm hại người khác để đạt được mục đích của mình. Vậy là sau khi bị ngân hà tẩn cho lên bờ xuống ruộng, với một con người nhắm hiểm như An Niên thì làm sao cô ta có thể bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng như vậy được? Và rồi sau những cú bứt tóc bứt tai, đi đi lại lại, suy nghĩ, cộng thêm những lời gợi ý từ Việt, thì cuối cùng mặt Niên bừng sáng khi biết được điểm yếu của Hà chính là cô con gái Ngân An. Vậy là không chần chừ gì nữa, cô ả bắt đầu lên một kế hoạch thâm độc, hòng trả đũa cũng như uy hiếp đe dọa Hà. Vậy là qua mấy lần theo dõi và biết được bé Ngân An đang theo học ở trường, nắm rõ giờ giấc mà Ngân Hà thường đón và biết được giờ nào thì bé có thể ra ngoài sân chơi. Nhân lúc bảo vệ không để ý, cô ả đã lén vào bế bé Ngân An đi. Trong lúc Hà đang ngồi làm việc ở công ty, bất ngờ cô giáo chủ nhiệm lớp Ngân An gọi đến. Hà bắt máy, đầu dây bên kia giọng nói hớt hải. Chị Hà ơi, em không thấy bé Ngân An đâu cả. Chị mau tới đây đi. Nghe tới đây, lòng Hà như lửa đốt, vội vã bỏ lại công việc, cầm điện thoại gọi ngay cho Vũ, rồi chạy tới trường của bé Ngân An. Hà vừa bước xuống xe thì Vũ cũng vừa tới. Tất cả mọi người cùng nhau gọi tên Kitty nhưng chẳng có tín hiệu gì. Ngân Hà tính cầm điện thoại lên, định bụng gọi báo công an thì một tin nhắn từ số lạ gửi tới. Hà mở máy ra là hình ảnh của bé Ngân An, tay đang bị trói, miệng bị bịt lại, ngồi trong một góc. Phía dưới là lời nhắn: nếu mày mà báo công an thì tao sẽ không chắc chắn con mày sẽ bình an trở về đâu. Đọc hết dòng chữ, Hà tay chân bủn rủn. Vũ ôm lấy Hà an ủi: bây giờ chúng ta phải thật bình tĩnh để xem ý đồ của bọn chúng là gì, rồi sẽ có cách giải quyết thôi. Bất ngờ Hà lên tiếng: đúng rồi, chính là cô ta. Chỉ có cô ta mới sợ những trò sơ bẩn này thôi. Ý em là An Niên đấy à? Đúng, chính là cô ta. Nhất định lần này em sẽ chiến tới cùng với ả ta. Em sẽ không để cho cô ta dám động đến Kitty thêm một lần nào nữa. Vậy là thêm một lần nữa, trò tiểu nhân bị ổi của An Niên vẫn chưa thể dừng lại. Liệu rằng sau những việc làm sai trái của Niên, liệu Hà sẽ làm gì để khiến Niên phải hối hận cho những việc làm mà quả đã gây ra? Có chăng quả báo sẽ tới với An Niên như những gì mà Mỹ Đình vẫn thường hay nói?